Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yến hoàn trở lại với quý khán thính giả. Cái bản tin liên quan đến việc mà Tổng thống Trump đưa ra những cái lời lẽ gọi là thóa mạ các quốc gia mà ông nói rằng nghèo nàn đến từ châu Phi, Haiti và kể cả các vùng trong Mỹ Latin. Mà nếu cái chuyện này nó xảy ra trong quá khứ vào khoảng năm 75 là trước cái khi mà chúng ta sang Mỹ đó, chắc có lẽ người Việt Nam cũng nằm trong cái thành phần mà ông gọi là shit hole, những cái quốc gia nghèo đói mà đến đây thì chỉ nhận welfare, nghĩa là lấy tiền của nước Mỹ mà thôi, chứ không mang gì đến cho nước Mỹ cả. Quan điểm của ông Trump là như thế. Chính vì thế mà ông nói rằng tại sao không để cho những người da trắng vào đây. Thế thì nhiều thành phần đã tuyên bố gọi lời của ông Trump là một cái lời miệt thị và kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng cái chuyện đó thì mọi người đều nghe thấy và mọi người loan báo, không thể nào tờ Washington Post mà loan tin bậy bạ được. Sáng sớm ngày hôm nay, nhưng mà khoảng 5 giờ 48 phút sáng, Tổng thống Trump đã hoàn toàn phủ nhận cái tuyên bố này. Ông nói rằng không bao giờ tôi nói những cái lời lẽ nghĩa là miệt thị về người Haiti. Hơn là những gì mà Haiti đang gặp phải. Lẽ đương nhiên ông nói, a very poor, một quốc gia nghèo nàn và đang gặp khó khăn. Ông nói, never said, take them out. Thế nhưng ông không có dùng chữ shithole trong này. Made up by Democrat, có nghĩa là ông nói rằng những cái từ ngữ này là do đảng Dân Chủ tạo ra. Ông còn nói thêm, tôi có một cái quan hệ rất là tốt đẹp với người Haiti nữa chứ. Và thậm chí ông nói rằng có thể cần phải thu âm lại những cái cuộc họp trong tương lai. Thật là điều kém may mắn. No trust. Không có cái sự tin cậy ở đây. Vâng, no trust. Nhiều người nói rằng là Tổng thống Donald Trump là một người không thể tin tưởng được. Bởi vì là một tổng thống mà đưa ra những cái lời lẽ miệt thị như thế. Ngày hôm nay, phát ngôn viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cũng đã tuyên bố, họ chỉ trích. Họ nói rằng nếu mà so sánh với những lời lẽ của Tổng thống Trump đối với những cái thành phần mà bị diệt chủng trước đây thì cũng không khác gì. Bởi vì những cái lời lẽ như thế là lời lẽ kỳ thị chủng tộc, thưa quý vị. Cho nên rất nặng nề. Nhưng mà có một cái điểm hơn nữa đó là ông thượng nghị sĩ Durbin là người cùng với ông Grassley và với thượng nghị sĩ của tiểu bang Tennessee, Kentucky v.v. đã họp với Tổng thống Trump ngày hôm qua, và trong bản tin ghi nhận rõ ràng sáng nay, thượng nghị sĩ Richard Durbin của đảng Cộng hòa, ở đảng Dân chủ của tuổi tiểu bang Illinois đã tuyên bố rõ ràng là Tổng thống Trump có dùng cái từ shit hole, ông khẳng định. Và ông nói rằng không phải một lần nữa mà ông Trump còn lặp đi lặp lại. Bất cứ ai có mặt trong cái cuộc họp đó đều nghe thấy cả. Thế thì vấn đề hiện nay liên quan đến DACA, hồi nãy Thảo Yên có nói về những cái trở ngại mà ngày hôm qua, cho dù có cuộc họp và cuộc họp này cũng sẽ tiếp diễn nữa. Ông Trump nói rằng đó là lý do tại sao mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không cung cấp tiền cho ông để xây bức tường. Ông nói rằng cái cuộc họp thất bại ngày hôm qua bởi vì ông áp lực. Không những Đảng Dân Chủ thì đâu có muốn cung cấp tiền để xây tường đâu. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa cũng thế nữa. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đồng ý là cung cấp cho Tổng thống Trump 1 tỷ 6 là down payment, không phải xây bức tường, mà để củng cố an ninh cho đường biên giới. Không hề có cái chữ war, cái bức tường được đề cập tới. Cho nên điều này có nghĩa là ông Trump sẽ tạo áp lực thêm nữa. Bởi vì trong cái lá bài mà chúng tôi đề cập tới có hai cái điểm. Thứ nhất đó là xây bức tường. Thứ nhì đó là gia tăng các quy định kiểm soát những người vào Hoa Kỳ, mà ông nói là shit hole, những quốc gia mà shit hole đã vào Mỹ. Thì
Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng đồng ý, có nghĩa là cái chương trình gọi là Change Immigration. Change Immigration có nghĩa là một người sang Mỹ được và sau khi trở thành quốc tịch thì bảo lãnh người khác. Người khác sang đây lại tiếp tục bảo lãnh và cứ từ thế hệ này sang thế hệ khác bảo lãnh. Và cái chuyện này nó xảy ra cả bao nhiêu thập niên qua rồi. Tổng thống Trump muốn kết thúc chương trình này và Đảng Cộng Hòa cũng đồng ý là sẽ có nỗ lực để giới hạn những cái chương trình có thể bảo lãnh cho những người khác. Nếu có đó thì phải đòi hỏi thêm nhiều khó khăn nữa. Chẳng hạn như cái thành phần đó nếu mà được sang Mỹ thì không có hưởng những cái chương trình phúc lợi welfare, an sinh xã hội của Hoa Kỳ. Ngoài ra, siết chặt thêm các quy định dành cho những cái chương trình, chẳng hạn như là chương trình ưu đãi cho những quốc gia gặp phải thiên tai. Nếu chuyện này xảy ra trong tương lai, El Salvador, Haiti vì vấn đề động đất họ phải nhờ Hoa Kỳ cứu mang họ, và bây giờ họ đến đây đã bị gặp phải cái vấn nạn này. Tuy nhiên cái chương trình này cũng sẽ được phải giải quyết thưa quý vị, đa ca và có thể lên đến cả triệu người luôn nữa, bởi vì riêng với người El Salvador là 200 mấy chục ngàn, rồi cả 100 ngàn người Haiti, rồi cả 100 ngàn người Nicaragua, Honduras, cộng thêm với cái số lượng mà di dân bất hợp pháp vào đây là 12 triệu người. Đa ca không thôi là đã 800 ngàn trẻ em rồi. Cái số này quá lớn và điều đó đã khiến cho Tổng thống Trump nói wow, tại sao chúng ta phải cưu mang hết tất cả mọi người như thế này thưa quý vị. Bên cạnh đó, một cái nỗ lực đi ngược lại với tuyên bố của ông Trump đó là ông Jeff Bezos đưa ra cái quyết định ngày hôm nay như thế nào? Vâng thưa quý vị và thưa anh, mới ngày hôm nay thì vợ chồng của ông Jeff Bezos đã tuyên bố là sẽ quyên tặng một số tiền lên đến 33 triệu cho những thanh thiếu niên nằm ở trong chương trình DACA là thành phần Dreamers. Thì số tiền này sẽ được quyên góp cho một cái tổ chức vô vụ lợi gọi là The Dream US. Thì theo như cái tổ chức này đó, từ trước đến nay thành phần Dreamers họ không nhận được những cái sự trợ cấp của liên bang trên khắp gần 44 các tiểu bang ở Hoa Kỳ nếu mà họ đi học. Tuy nhiên và thông qua cái tổ chức này thì họ sẽ đưa cho mỗi một người Dreamers một số tiền là 33.000 Mỹ Kim cho 4 năm theo đuổi bằng đại học. Và được biết cái tổ chức này được thành lập bởi ông cựu bộ trưởng thương mại của California là ông Carlos Gutierrez thưa quý vị. Ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến trường hợp rất là hy hữu, một thanh niên mới có 24 tuổi, trẻ, khỏe. Và đây là bức hình của Kyler Bowman, 21 tuổi. Bowman trong ngày trước giao thừa của năm mới 2018 đã qua đời vì bệnh cúm. Quý vị có thể tưởng tượng một người trẻ khỏe như vậy mà bệnh cúm. Lý do mà bác sĩ và bệnh viện nói đó là anh đã không có thể là ỷ y nghĩ rằng mình khỏe và tập thể dục như thế, cho nên không uống thuốc và không chữa trị kịp thời. Gia đình đưa ra cái tin tức này và kêu gọi mọi người hãy theo cái gương này để mà tránh cái tình trạng mà ỷ y, cho dù khỏe cách mấy, nhất là các vận động viên mà cúm đó, thì cái điều đầu tiên là nên uống thuốc và tìm kiếm sự hỗ trợ của bác sĩ, và trong nhiều trường hợp nên đi bệnh viện. Chúng tôi trả lại ngay và gửi đến quý vị cái chi tiết đáng buồn. Không những một người trẻ này và một cô gái 12 tuổi ở California là cũng qua đời vì cái bệnh mà hiếm hoi, nhưng mà bệnh viện lại nói rằng là tưởng là cô bị cúm rồi cho uống thuốc cúm rất là bình thường về, nhưng mà cô lại bị viêm, nghĩa là nội tạng đủ hết. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị phần tin chi tiết.